Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, đây là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế để nói về một chủ đề muôn thuở từ trước đến nay, đó chính là tình yêu. Và tham gia chương trình của chúng ta luôn luôn sẽ có hai hội rất là xinh đẹp, rất là cá tính và rất là tài năng. Và ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta sẽ là tìm ra xem ranh giới nào giữa sến không chấp nhận được, lãng mạn và dễ thương. Một bó hoa giữa một rừng người. Là tặng một bó hoa ấy, hả hay là sao? Câu chuyện của ai đây? Của em á Bảo. Là anh tưởng của ai rồi sao nè? Và một hôm thì là cái anh đó nhắn tin cho em á, hẹn ra ngoài phố đi bộ. Thì em nghĩ là hẹn ra ngoài đó thì chắc là sau đó thì tụi mình sẽ đi ăn, đi chơi này nọ. Nhưng mà khi mà ra tới đó rồi thì em gọi điện thoại cho anh đó thì không được. Thì em nghĩ là ủa sao nay anh này lại đến trễ như vậy. Đó, rồi tự nhiên một lúc sau thì anh đó đi từ phía sau em á. Đi từ phía sau em đi đến thì tay cầm một bó hoa. Mà buổi đó là buổi tối rất là đông người, tối thứ bảy. Thế là anh đó quỳ trước chân em. Anh nó quỳ trước chân em. Dưới chân em chứ. Ok. Quỳ trước chân này như nào? Ok. Rồi. Anh nó quỳ dưới chân xong rồi nói là anh xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng mà nói ra kìa. Anh xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng mà từ nãy tới giờ anh cứ bị lạc trong trái tim em. Cứ bị lạc trong trái tim em. Cứ bị lạc trong trái tim em. Xong rồi tỏ tình làm bạn gái anh nha. Yêu ơi yêu mình anh được không? Nguyên cái phố đi bộ bu lại kiểu là coi hai đứa này đang đóng phim. Thì đó, rất là quê, rất là muốn đào đất để chui xuống. Đó là những cái lời tâm sự của em họ em. Câu chuyện đó là của em họ em. Câu chuyện đó là của em họ em. Câu chuyện đó là của em họ em. Chưa gặp bao giờ hết. Anh kêu chuyện cho ly muối. Em muốn kể lại cho mọi người nghe thôi. Tại vì có câu chuyện nó cho dễ biết. Chứ em chưa gặp trường hợp sến bao giờ. Nhưng mà riêng cái câu chuyện này của em họ em, anh Bảo ơi, thì em cảm thấy rất là sến, đúng không? Anh Bảo có cảm nhận cái độ sến đến như vậy không? Em biết Bảo rất là sến rồi, nhưng mà cái này nó còn sến hơn cả Bảo nữa. Thì làm sao mà em có thể chấp nhận được đây? Đúng không Bảo? Con tim anh đau quá men. Tại sao là em nghĩ như thế này nè. Nó đau rồi nó tiếp luôn á hả? Dừng lại đi em, đừng làm được hết. Em nghĩ là... Ủa tại sao vậy Trâm? Phải là câu chuyện của bản thân mình chứ. Bây giờ thì em đi trải nghiệm của em họ em. Rồi mai mốt em kể chuyện của chị em. Rồi em kể chuyện thậm chí là của gia đình em rồi sao? Thật sự là như thế này Bảo biết không? Tại vì em chưa gặp được những cái trường hợp sến đó như bao giờ hết. Nhưng mà có một cái câu chuyện thiết thực như vậy thì em muốn mang ra để chia sẻ cho mọi người á. Là cái độ sến của cái bạn đó là quá sức tưởng tượng đi. Anh nói thiệt, người sến nhất là em á. Em câu chuyện em nhớ từng chi tiết một luôn á. Mà nghe kể chuyện của anh ta. Rất là nhập tâm luôn. Nhưng mà nếu mà rơi tình huống là các bạn thấy như thế nào? Bạn trai đó, nếu như mình là cô gái đó, rất là xấu hổ. Anh không hỏi em nữa. Mấy bạn nữ kia chắc là đi sao kia đi. Lúc đó em cũng không biết xử lý sao, ta chắc bỏ về luôn á. Em không biết làm sao trong tình huống đó luôn á. Nhưng mà tại sao thì tự nhiên có một người nào đó rất là thích mình, rất là thương mình mà tỏ tình với mình mà một cái cách rất là lãng mạn. Nếu mà trên phim nó rất là lãng mạn đúng không? Đạo diễn người ta luôn luôn làm những cái tình huống như thế. Cái này em mới gặp anh. Cái này chưa có thương mà anh mới gặp mà làm vậy cảm thấy rất là quê. Nhưng mà tự thương lâu rồi cũng không ai làm giống vậy nữa. Anh thấy sến quá à. Nếu như là em chắc cắt vài hành động thì nó hết sến. Đừng quỳ xuống. Đừng có quỳ xuống thì cũng còn được. Nó là một cái sự vừa sến mà lại vừa phô trương không cần thiết. Gặp em quỳ lại luôn á. Rồi, sao hai cô gái ở phía trên như thế nào, Kim Nhã với Pinky, các bạn nghĩ sao về tình huống này? Em nghĩ thì nếu như mà là mới quen thật sự mà mình lại không có cái cảm tình với người đó thì mình sẽ cảm thấy là đúng là sến, thì rất là xấu hổ. Còn nếu như mà mình có tình cảm và cũng quen với một thời gian rồi thì chắc là người ta cũng sẽ biết được là suy nghĩ của mình thật sự là sẽ có thích được tỏ tình ở cái môi trường đó hay không. Và người ta sẽ chọn là có làm hay không. Coi như là sến thì cũng được, nhưng mà phải biết cái tính cách của cái người bạn gái của mình là cái điều đầu tiên. Thứ hai là mình phải có đầy đủ thời gian
đầy đủ cảm xúc để mà làm cái chuyện đó. Không gian thời gian nữa. Cho đúng chứ em tưởng chị Nhã chị thích chứ chị. Gu gì nhảy là gu sến đó, nhưng mà để coi. Thì bởi vậy nãy em thấy là mấy cái đó, khi mà cái tình huống đưa ra chị đâu có giơ tay đâu. Từ từ. Lát còn nhiều câu chuyện lắm. Bây giờ câu chuyện thứ ba nè. Để coi câu chuyện thứ ba như thế nào. Sụp đổ hình tượng vì trạng thái Facebook. Là sao? Này hơi khó hiểu nè. Không hiểu. Câu chuyện của ai đâu, chuyện của ai? Ai có thể? Em. Xin chào mọi người, em là Tường Vi. Em hiện tại đang làm biên tập viên thể thao. Em không thể chấp nhận được là chàng trai viết những cái status sến súa trên Facebook. Đúng rồi, đọc cũng hơi mình ai. Làm gì lên trên Facebook anh đúng không? Em có thể anh friend anh cũng được. Nhưng mà em công nhận là Bảo sến, nhưng mà Bảo biết giấu. Thấy chưa Bảo? Đợi như đó, mà chẳng mới đợi như anh đó. Anh Bảo đó gọi là lãng mạn đúng không? Lãng mạn với nhau thôi. Sến với lãng mạn nó gần với nhau lắm anh. Thấy chưa? Nhưng mà anh thực sự phải lãng mạn. Đôi khi anh bước qua cái khoảng cách sến anh không biết đó. Thấy chưa Bảo? Vậy là câu chuyện là phải cách chúng ta với nhau. Thấy tội ảnh quá. Vậy thì... Mẹ tội lạc quá nhờ. Vậy thì em không, hình như cái chủ đề này dính đến Bảo nhiều quá ha. Bảo về Bảo coi lại status trên Facebook. Em nghĩ là cái chủ đề này là dành riêng cho anh Bảo đó chứ. Chắc là để là Bảo anh lên Facebook tất cả mọi người ở đây. Thì nói chung là câu chuyện em như thế này. Thì em đi ăn uống với một nhóm bạn của em. Em có gặp một anh bạn. Nói chung là anh này thì em rất là ấn tượng, bởi vì là một người cao ráo nè, nói chuyện rất là thông minh, dễ thương và lại vui tính nữa. Thì qua cái lần mà gặp gỡ thì cũng có trao đổi với nhau một chút xíu và em Facebook của nhau. Thì nói chung là em thấy là mình cũng đang FA, nên mình anh này là một đối tượng cũng rất là phù hợp để mình cho vào nói chung là crush chẳng hạn. Đó thì tối về em mới lướt một vòng Facebook tường của anh ấy. Thì ôi, giống như là tất cả mọi mà gọi là những ấn tượng đẹp về anh ấy tan biến mất như một cơn gió bay qua rồi lại thôi bay luôn. Ví dụ như là em biết không, có hai thứ trên đời này anh không thể đánh mất. Thứ nhất đó là em, thứ hai đó là tình yêu của em. Nhưng mà em đang ở đâu? Em biết cái đó luôn á, cái kiểu mà trong sách đúng không? Cái kiểu mà status sến súa như vậy thì mọi người nghĩ là mọi người có nổi da gà cho mọi người nghe không? Nổi da gà mà thấy kỳ luôn á. Status đó thôi là khỏi vô Facebook coi nữa. Nhưng mà không lẽ đây không có một cô gái nào mà thuộc trường phái là gu thích sến hết hả? Em thích sến. Em cũng thích sến. Em thích sến nhưng mà phải xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm. À rồi. Những điều ngọt ngào anh ơi. Không, ý là thích lãng mạn á. Thích lãng mạn. Thích lãng mạn đúng không? Dạ đúng rồi, thích lãng mạn nhưng mà không thích sến. Đó thì là lãng mạn. Em là sợ tự rất là mong manh. Nó mong manh lắm ấy. Thế mấy bạn trai có bao giờ biết những status giống như vậy chưa? Mới biết hoài nè. Mấy ông này giấu. Thôi. Dạ. Lúc đó em biết hoài kìa. Dạ anh biết nhiều lắm hả chị? Thôi rồi. Có quá trình đúng như sao là bị mất, có quá trình là rất là viết nhiều về cái Bi ơi, Bi ơi. Pinky nói là Bi có kìa, Pinky nói ra. Ví dụ như là Bi biết những sao gì? Bạn thương tôi vậy bạn? Tại vì tôi với bạn quay chung với nhau nhiều quá mà. Mỗi ngày mà tôi biết có chuyện gì xảy ra trong một ngày của bạn, rồi tối về tôi viết thẳng tới status trên Facebook là tôi biết ngày hôm đó chắc chắn status đã nói về chuyện gì. Nhưng mà thật sự ra là cũng rất là nhiều vì nó viết quá nhiều cho nên không nhớ. Không nhớ được chính xác, nhưng mà Pinky nhớ rõ là Bi rất là hay viết những cái status mà cũng hơi sến sến, nhưng thật sự ra là Bi cũng có giấu, ráng giấu nhẹ hả chổng. Giấu nhẹ là Bi không biết chủ ngữ vị ngữ. Bi biết hết đây. Thì nếu mà những người biết là chỉ những người thân của Bi biết thôi. Còn mình viết ra, tại vì trên Facebook trang mạng cá nhân thì còn rất là nhiều, còn các cả fan, còn có những cái mối quan hệ khác nữa, thì mình ở viết ở một mức độ an toàn thôi. Tại vì nhiều cái sến là như thế nào? Đã lâu lắm rồi, bàn tay này chưa nắm tay ai. Xong rồi mình mới ghi là mình chụp một cái tấm hình đi chơi một cái nơi rất là đẹp, xong mình còn nhiều nơi anh và em chưa đi lắm. Cần gì bảo anh hay sao anh? Bảo cái tổ là nên lên Facebook của Bi chụp lại luôn. Nhiều lắm, đăng lên nhiều lắm luôn á chị. Nghe lòng thêm đau vì con tim thơ ngây, con yêu em, yêu mãi em người ơi. Ủa sao mọi người biết? Hay là mình chưa mình đào đi. Với cá nhân Bảo nghĩ là những cái status như vậy, những cái Facebook giống như vậy á, là nên block mãi mãi luôn. Đừng có để chúng nó tồn tại trên mạng xã hội của chúng ta. Thì phải chỉ là có một ai đó có người yêu của mình thì mình viết những status giống như vậy được. Tự nhiên có băng thính tha thính chơi vậy đó hả? Không, cái đó đúng á, tha thính chứ không phải là sến hả? Ủa, nè. Trời ơi. Nhưng mà có em đấy là My lại giận dỗi với người yêu thì sao? Có người yêu không?
lúc đó mới chia tay đó hợp lý, trái tim tổn thương cho nên là biết như thế này là anh ơi, nhưng mà hợp lý mà. Hợp lý hả? Anh vote cho Bi, anh vote cho Bi về kết bạn Facebook anh. Thì Bi nghĩ là cái Facebook của mình thì mình nên giữ lại một vài thứ thôi, còn những cái đó thì mình buồn mình ghi xíu ví dụ mà ai nói thì mình sắc. Em thấy lúc anh bình thường á, đang vui bình thường cũng post status sến súa thả thính nhiều lắm luôn. Nói chung là cái chất người là có sến ở trong đó. Không, đúng rồi, Bi có sến trong người. Bây giờ câu chuyện tiếp theo nè. Mỗi năm một món quà vào ngày sinh nhật. Ủa? Đúng rồi, không tặng bây giờ có gì đâu sớm. Tặng mới có chuyện. Có gì đúng không? Giờ đây. Ủa? Em. Em nữa hả? Ôi, em nữa hả? Rồi, sao đây? Câu chuyện này, nói chung thì em tự nhiên về em thấy bản thân em sai quá. Nếu như em quy định đó là sến. Thì cái bạn này là một bạn nam bằng tuổi của em, học chung trường khác lớp. Và rất là thích em từ hồi học cấp 2 á, em với bạn học chung lớp võ. Hồi xưa em học võ đó anh. Lớp võ hả? Em học võ của Việt Nam. Rồi xong cái nói chuyện chơi với nhau thân, rồi sau đó làm bạn. Thì cứ năm nào bạn đó cũng tặng quà cho em. Nhưng mà quà của bạn rất đặc biệt, nên là em mới nói mỗi năm một món quà là như vậy. Bạn không tặng cái kiểu như bạn đi mua, tất cả mọi thứ bạn tự làm bằng tay hết. Ví dụ như là cái bức tranh làm bằng từ cát nha, rồi làm từ hạt gạo á, mà một bức tranh to vậy nè mà ngồi mà xếp là không phải chuyện đơn giản đâu nha anh. Rồi sau đó có thêm, còn sau đó nhiều lắm mà em không nhớ, nhưng mà có một cái khung tranh vẽ mấy cái hình gấu này kia hay là ông già Noel gì đó bằng bông, rồi nói chung là tỉ mỉ lắm. Thì lúc đó em cảm thấy những món quà đó rất là sến với bản thân em mà em không thích. Có nghĩa không phải là thà như bạn tặng cho em một cái kẹp nơ hay một cái gì đó, không cần là nó phải quá là giá trị, nhưng mà em không thích những cái kiểu sến như vậy. Mình nghĩ là con gái làm thôi, con trai làm vậy thì sẽ bị sến. Nhưng mà sau đó thì lúc mà bạn tỏ tình với em, bạn tỏ tình với em xong rồi em không, nói chung là em không thích bạn, em chỉ muốn coi là bạn thôi. Thì bạn nhắn với em là bạn nhắn cái gì em không nhớ được, nhưng mà nói chung rất là sến, đại khái là sến đó. Thì em mới nói là ông mà nói như vậy nữa là tôi với ông sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nha. Sau đó em với bạn giận nhau một thời gian thì bạn vẫn tiếp tục tặng quà cho em tiếp, nhưng mà không bao giờ tự tay tặng hết. Một là bỏ cho hộp màng, hai là nhờ con nhỏ bạn của em đưa. Nhưng nhỏ bạn của em á, nó rất là nhiều chuyện, nó đâu giấu đâu. Xong chị em nhắn tin kêu đừng tặng quà nữa nha, mất công lắm, thấy tội ông lắm. Cái xong em thấy nó cũng tội á. Cái hôm đó nó mới rủ em đi chơi mà mấy hồi xưa học cấp 2 lớp 9 thì phải đạp xe đạp á, mà nhà em với bạn cách mấy cây số. Bạn đạp xe mà bạn đạp xe lên mà mồ hôi ướt đẫm luôn. Trời, em nhìn cái hình ảnh đó mà em cảm thấy tội kinh khủng, mà cảm thấy trời ơi sao bạn này bạn dễ thương quá, nhưng mà mình không thích được. Em chuyển câu chuyện của em qua đi xe máy cho nó lẹ được không? Không, lâu quá. Xe đạp rồi xong nó tới giờ luôn là em với bạn là bạn thân hết. Nói chung bây giờ cuối cùng là sao, là nó tặng quà cho em mà em cảm thấy là nó sến hả? Cái quà của nó làm sến à. Cái quà của nó làm bị sến, con trai ngồi hạt gạo đồ này kia. Em có tin là đến bây giờ khi mà chương trình này phát lên TV em nó lại giận nhau tiếp không? Đâu có như vậy đó. Nhưng mà xin lỗi nha, nếu như mày coi mày đáng được mày đừng giận tao. Trời, tại vì tao thương mày lắm nên mới thân tới bây giờ, ok? Không phải, mà tôi thấy là kỳ lắm, cái trường hợp này kỳ lắm. Tại vì vốn như các bạn gái thích tặng quà đúng không? Mà nếu các bạn nam mà còn tự tay làm nữa, trời ơi, quá có luôn. Bây giờ bản thân em, ngay tại thời điểm này em nghĩ câu cái bạn đấy như thế nào? Em cảm thấy bạn đó là một người rất tốt và rất chân thành với mình. Mà hiếm khi nào mình có thể gặp lại một bạn trai như vậy. Nhưng mà cái cảm xúc mình không có thể cãi lời được. Xúc động nó khác với rung động, em chỉ xúc động thôi, em không có rung động. Cho nên là em không yêu, đúng không? Em là bạn. Hiện tại này mà có một anh đẹp trai như ba anh ở bển làm cho em một món quà như vậy, chịu liền. Dạ, chịu liền. Chưa lại là có mục đích đó, chưa lại là có ý đồ hơn á. Chứ có khi gom 4 người là em sẽ trả lời, để em suy nghĩ lại. Nhưng mà em đính chính nha, là có nghĩa em không phải là em chê những món quà đó. Nhưng mà em rất vui khi được nhận quà, nhưng mà sau đó về em nghĩ sao thằng này sến quá vậy. Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những status sến trên Facebook. Mọi người bỏ qua vấn đề này. Facebook của Duy Linh coi nha quý vị. Tôi cũng đi ngủ theo đây. Ok, xa sến là một cái câu rất là sexy và rất là trendy. Ok, đưa nước đây.
mình mở sẵn rồi đó. Mỗi người một chai đi hả? Hai người một chai thôi. Hay là mỗi người một chai cũng được. Mỗi người một chai. Lên thế này thì cách đi hết rồi em ạ. À. F1, F0 hết rồi. Cách này không biết là dây nào đâu. Nâng. 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 Đó khi mà nhắc tới một câu nói sexy và một ngụm nước thì chúng ta sẽ nhớ tới câu này nè. Anh ơi, nước lũ cần sex. Để người ta diễn của em. Để người ta diễn. Thắng à? Mình đây. Em chiều anh quá. Em lồng tiếng nha. Nửa chai chị ơi. Nửa chai chị ơi. Nửa chai chị ơi. Nửa chai chị ơi. Câu tiếp theo là gì? Câu tiếp theo là gì? Ai biết? Anh là của em. Anh là của em. Tôi lên. Tôi lên. Ok. Anh là của em. Chắc xỉu hả? Thôi tôi Linh nói đi Linh ơi. Đem đánh chị cái chị tỉnh. Tỉnh đi chị. Đem Linh nào. Thôi để em đánh cho chị. Không chưa nghĩ ra thật sự. Không đánh cái nghĩ ra. Nghĩ ra đi. Chị nghĩ ra chị luôn. Vẫn chưa nghĩ ra. Vẫn chưa nghĩ ra nè. Em uống chút rồi em nói được. Được luôn. Chị có thể uống hết chai. Sexy đấy. Ủa, thế vậy là sexy rồi. Tỉnh ra. Anh biết tại sao em thích uống nước không? Tại vì nó ngọt giống như anh vậy. Cắt cái đó. Từ. Chị Bình Linh không được nha. Anh biết tại sao em thích uống nước không? Bởi vì nó nhạt như anh vậy. Đúng rồi. Thế nó mới đúng. Không, nước suối mà bác kêu ngọt. Nước suối mà kêu ngọt. Đúng rồi. Không, mình, nó ngọt tự nhiên. Mình công bố luôn. Kết quả là mình chấp nhận Hoài Sa nhưng mà mình chưa chấp nhận Linh nha. Đúng rồi đó trời ơi. Mình phải nghĩ lại. Chẳng lẽ mình lại nhạt như là chai nước lọc nè, đúng không? Tới chị bên em nè. À. Em biết không? Cái nước gì mà ngọt của em đó là nước ngọt bình thường. Còn cái này là mình nói về con chai. Ngọt của ngọt, cái sự ngọt sâu sắc. Ngọt tinh tế. Đúng rồi. Ngọt lâu dài. Không nhưng mà em mới nghĩ không ông mình một người đã có nhiều trải nghiệm. Phản biện đi. Khoan Nam Anh, em chỉ là có cái nước lã thôi mà cái gì ngọt rồi cái gì ngọt từ tâm hồn rồi ngọt từ trái tim. Ôi, một hồi đi nữa là đi xa đời ngày tôi đề nghị quay lại một ngụm nước nữa. Em uống nước nha. Okay. Em uống nước nha. Sexy rồi, quyến rũ rồi nhé. Anh biết sao em hay uống nước không? Anh cũng không biết luôn. Tại em khác á, giống như là em khác anh vậy đó. Trời ơi. Không, ơi, cái này em cũng không biết. Không. Trời ơi. Không, nhưng mà con gái không đứa gì mà không tém một tí nào. Em khác anh vậy đó. Trời ơi, em chấp nhận như thế này. Nhưng mà cái đấy đối với đàn ông thì nó lại lại gợi cảm ấy. Rồi, mình chịu nha. Thắng nói lại câu là mình chịu nha. Nhưng mà bây giờ mình cũng xuống xe rồi. Thì mình cũng tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ xuống xe và mình sẽ đi vào hashtag chính của chủ đề. Mình sẽ xuống dưới mình sẽ làm luôn. À xuống dưới này làm luôn. Vô trong khách sạn á. À dạ. Ôi lỡ. Anh nhà. Vô nhà hàng em xin lỗi. Rồi ok lại nha. Ôi đừng đi khách sạn. Ok. Và em xuống luôn. Đề nghị tập trung. Tôi đề nghị tập trung. Ok. Nhầm. Bắt đầu này. Anh tập trung vào đấy. Dạ. Bắt đầu nhá. Nhanh để một đi khách sạn. À nhầm. Cái gì? Anh sửa. Đây. Trời ơi, cái gì? Tôi không nói với mình. À và với câu nói vừa rồi thì mình đã cảm thấy được sự sexy và gợi cảm của bạn Linh. Mình chịu câu nói đó. Okay. Và cả điệu uống nước của bạn luôn. Và sau đây thì chúng mình sẽ cùng xuống xe và tiến vào nhà hàng. Và chúng ta sẽ cùng và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về ba cái hashtag của chương trình của chúng ta ngày hôm nay nha. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề chính ngày hôm nay. À em nói lại nha. Ok, nói nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Piu. Rồi xong rồi đấy. Rồi em mời con nữ. Rồi, cắt máy không? Cắt máy không? Bật thử trước đi. Ủa nhưng mà em chưa thấy hàng nào đây. Đây này, bàn nhựa đó. Nhà hàng đó. Nhà hàng đó. Bên phải mình á. Cái đó. Đó. Nhà hàng đó. À cái nhà hàng của mình là nhà hàng có bàn sao. Thôi ok, mấy chạy ra xuống nha. Này xong là đến tối là kiểu mặt cứ đọng lem nhem hết cả vì mồ hôi đó.
Rồi. Ôi này, hình như là không có nhà hàng nào thật đó. Có bắt to đậu đi. Sao nhà hàng này? Cái ghế đỏ kìa, ghế đỏ. Hay là đi sang bên cái nhà nhà kiểu nhà xe hoa mai kìa. Cái ghế đỏ đẹp lắm nè. Đi sang nhà xe hoa mai kìa, sắp đi sang nhà hàng. Mọi người ok, tạm xuống mời. Em hả? Tôi đề nghị mọi người tập trung. Các chị em sao thế? Em thấy chị mới nên tập trung đó. Ủa, sách cái bố xuống luôn hả? Làm phải sách theo vũ khí mới đánh lại mấy chị em chứ, mấy chị em dữ quá. Đây nè, chúng ta đi vào nhà hàng nè. Vào nha. Vâng. Vào nào, chúng ta vào nào. Vào nào nha, máy chạy. Rồi. Đi lại đi, xin lỗi. Chị đi trước đi, chị okay. Đi trước. 3, 2, 1, kêu. Vô cùng nhau luôn. Tiếp yêu. Ơ, sao mắt anh đỏ hoe vậy? Ờ, anh cảm động ấy. Không gian thật là lãng mạn và có lại có người đẹp ở đây nữa thì anh rất cảm động. Bốn người đẹp. Còn em thì bơi rối quá nên đầu tóc cũng rối hai. Thế thì cảm giác của Trang là phải xa và Linh thế nào? Cảm giác là mát á. Mình vô đây mình được mình được trở lại với cuộc sống bình thường rồi, lúc nãy là chạy ở ngoài nắng giống như một con rối vậy đó. À, mình đâu, mình cũng đâu có chạy lắm đâu em. À, mình vẫn vẫn giữ được sự bình tĩnh đúng không chị? Thế thì chúng ta hưởng thụ đi. Dạ. Yeah. Thời gian thì sao nhỉ? Bây giờ thì đói rồi, có cái gì là ăn cái đó đó, cái nào mà gần gần mình là cái gì gần gần chưa kịp ăn, tôi còn chưa kịp trả lời mà. Không, mình chưa hỏi, mình chưa hỏi Trang. Là hai người hỏi Linh với Trang, xong Linh trả lời, xong Trang trả lời. Xin lỗi, xin lỗi Trang. Xin lỗi Trang. Xin lỗi Trang. Bây giờ thì chúng ta thì mình cũng cảm giác gì ngoài cảm giác rất là bực mình. Vì thứ nhất là phải ngồi xa nhau. Nhau là xa với cả Linh, với ngoài xa nha. Thế bây giờ phải làm thế nào thì Trang mới hết bực mình? Thực ra thì nếu mà có một chút đồ ăn ngon ngon thì cũng sẽ suy nghĩ lại về cái sự mình đấy. Cái đấy thì là chắc chắn rồi, tại vì nhà hàng của chúng ta hôm nay ở đây là rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Nếu như thế thì chắc là mình sẽ chuẩn bị tư thế để tư thế. Bây giờ tôi là ham trai chuyển sang ham ăn. Nhưng mà ăn cái gì mà phải cần tư thế ở nhở. cái này thì có thể là mỗi người một suy nghĩ, ai muốn nghĩ gì nghĩ. Nghĩ bình thường. Em thấy chị đâu mà sao đỏ mặt hết trơn vậy Trang? Đỏ mặt đó, có đỏ đó. Có hết trơn vậy? Có. Không. Đánh má hồng lên lỗ hả? Thôi bọn mình đói quá nhờ. Cái này là em đói thật đó chứ. Đây nè, lúc đầu đi lại kẹp cái kẹp boy mà thêm nhiều chữ S. Trời ơi là muốn nhiều boy. Có nhiều boy. Xong rồi thấy lúc ở trên xe thấy Trang có kể là hôm trước ngày thất tịch hả? Có đi ăn chè đỗ đỏ gì đó. Ủa năm ngoái em không ăn đó mà em thấy không có tác dụng nên là năm nay quyết định em không ăn nữa. Thì năm nay năm ngoái mà em có tín hiệu gì không? Thì đương nhiên là không, cho nên em cảm thấy bực mình không ăn nữa. Đôi khi không ăn lại có ồ đó nha mọi người. Nhưng chị thấy là năm nay sắp hết năm rồi em có chứ. Chị chị thì chưa bao giờ ăn đậu đỏ. Thế mọi người cứ kêu chị là đậu đỏ. Thế thì bây giờ có người ta ăn chị rồi. Người ta ăn chị. Thế thì bây giờ bọn mình cùng nhau đoán cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay thôi chứ nhỉ? Chúng ta sẽ có ba cái hashtag mà Thắng đưa ra cho mọi người. Thì dựa vào những cái hashtag đó mọi người có thể đặt câu hỏi cho Thắng là vì sao lại chọn cái hashtag đó để mọi người lấy thêm dữ liệu và đoán cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là gì. Mọi người chấp nhận không? Chấp nhận nhưng mà kèm theo đó đã được ăn chưa, nói quá. Em đoán được. Được đấy. Nhà hàng sẽ lên món ngay bây giờ đấy. Đúng rồi. Mọi người đoán càng nhanh thì sẽ càng được ăn sớm. À thế à? Đúng vậy thôi, mình đoán đi để được ăn luôn. Nào. Ok không? Sẵn sàng chưa? Cho một tràng pháo tay nào. Và đến với từ khóa đầu tiên. Con đây à? Quay cả cảnh này luôn nha. Dạ, con đang ném lên này rồi. Cô sửa tiếp đi xong rồi con gọi cho cô sau, con đang quay nốt ạ. Rồi ạ. Bắt đầu nha. Và hashtag đầu tiên của chúng ta sẽ là hai con số 20 và 35. Nhìn hai con số này các bạn có liên tưởng đến điều gì? Độ tuổi. Cái này là nó già rồi ế nè.
Chị mấy tuổi rồi? 20. Ôi, năm vừa rồi em vẫn nghe chị là cô bé 2000. Đây mới 14 tuổi nè. 14 tuổi. Gọi cô đi cháu. Em cảm ơn. Mọi người có thể đặt câu hỏi.